Chào các bác nhé. Xin chào các bác. Hôm nay em vừa mới đào được một cái cây cây vả nhé. Cây vả mà quả nó bằng này này, nếu mà nó có quả không phải bằng này. Rất nhiều mật, ăn rất ngon nhé. Thì vừa mới đào được nó về nhưng mà chui rúc quá nên là không quay được cái quá trình mà đào cái cây này về nhé. Thì em bên được về đây rồi. Trồng cho các bác xem nhé. Cắt bớt bỏ này, cái rễ nó bị dập khi trong quá trình đào nhé. Đây, quay kỹ ra cái tí các bác xem nhé. Cây vả các bác nhé. Gốc của nó đây bác nhé, rất nhiều cành.
Cây này mà lúc mà em phát hiện ra là cái lần quay video trước ấy, em đi đào cái sung ấy thì em thấy nó rồi. Lúc đấy em mới cắt bớt nó đi. Những cái cành thì hôm nay nó trồi thì em đi em đào nó về trồng nha. Cây này sẽ có quả đấy các bạn. Mà quả rất to đấy. Tí nữa em sẽ quay một cái cây vải nhà em. Nó đang có quả chi chít các bác xem nhé. Khi chín ăn rất là ngon. Rất là nhiều mật ở trong nhá. Đấy. Giờ em trồng vào các bác nha.
các bác nhé. Em đã trồng xong rồi, bác nhìn nhé, cây vả đấy, gốc khá là to đấy. Cây này mà đến mùa sang năm là sẽ có quả này các bác đấy. Bây giờ trồng xong rồi, em đi em giới thiệu các bác cái cây vả mà đang rất nhiều quả nhà em nhé. Đi các bác nhé. Đấy, giới thiệu các bác cây vả của tôi nhé. Vừa mới hết cái lứa quả chín, toàn quả xanh rồi. Đấy, nhìn khủng khiếp. Cây kia cũng sẽ như thế này các bác. Đây nhá, từ gốc nhé. Gốc của nó đây nha. Chi chít. Khi chín nó sẽ to bằng nắm tay các bạn. Rất nhiều mật chín đỏ. Đấy. Nhưng mà chín mời các bạn đến thưởng thức nha. Tán rất to. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.